kênh quân sự Việt Nam xin gửi đến quý vị và các bạn cuốn tiểu thuyết chiến tranh đất trắng của tác giả Nguyễn Trọng Quánh về bối cảnh của cuốn tiểu thuyết là vùng ven đô Sài Gòn sau cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân 1968 trung đoàn 16 do đồng chí Ba Kiên chỉ huy được lệnh áp sát ven đô Sài Gòn thực hiện một nhiệm vụ quan trọng trong chủ trương chiến lược quân sự của ta những cán bộ và chiến sĩ vô cùng anh dũng và thông minh được nhân dân ủng hộ đã bám trụ ở đây như một cái đinh đóng vào sườn của hệ thống bảo vệ Vendo Sài Gòn của Mỹ Ngụy. Địch đã dùng cả không quân và các lực lượng dù quân địa phương để đối phó. Trung đoàn này đã chịu một sự hy sinh, tổn thất rất lớn. Chỉ còn lại khoảng 20 người, nhưng họ đã làm cho kẻ thù khiếp sợ. Trong lúc gian khổ, ác liệt thì phó chính quyền phân khu là Tám Hàn đã giao động chạy về hàng địch. Nhưng dưới sự chỉ huy trực tiếp của đồng chí Ba Kiên và các cán bộ khác, trung đoàn 16 vẫn vững vàng trước mọi thử thách, đã anh dũng chiến đấu và nêu cao phẩm chất anh hùng. Sau đây mời các bạn cùng nghe. Phần 12 Ông Hai đi tìm cán bộ, nhưng không biết nơi nào mà tìm. Ông đi vòng quanh những con đường xưa nay tụi nó hay qua lại, đi lại trong ấp đồng lớn, nhìn trên mặt đất và để ý xem có vết dép lốp cao su không. Tìm mãi không thấy, ông sực nhớ ra rằng, nếu tụi nó có về thì cũng không đời nào để những dấu vết này lại cho tụi địch theo dõi ông muốn đi ra phía rừng làng, nơi vừa xảy ra chiến sự nhưng cả một cánh đồng trắng mông minh như thế làm thế nào mà lọt khỏi con mắt kiểm soát của chúng. Quốc đất chán, ông hai lên bờ ngồi cuốn thuốc hút, vẫn không có một bóng người nào. Lúc đầu, ông còn hơi ngại chiếc máy bay đầu đỏ, nhưng sau khi cất nón cho nó liệng trên đầu mấy vòng, ông thấy yên tâm. Như thế là ngày mai, ngày mốt, ông vẫn có lý do để ra đây, rồi mình sẽ thử xem. Mình cũng sẽ nóng dần ra phía miếng đất ở Mỹ rừng chỉa xong đầu rồi sẽ phải chung chim. Đậu mọc, mình sẽ mượn cớ đi làm cỏ, rồi sẽ dựng lên một cái tròi. Nhưng dầu sao thì cái tròi vẫn chỉ có tác dụng ban ngày, mà ban ngày thì có thằng cán bộ nào dám mò ra đây giữa cánh đồng trắng mênh mông này. Ông hai lại nghĩ đến ngôi nhà của ông trong ấp đồng lớn, ông đứng dậy vác quốc đi về hướng đó. Ông vẫn giữ cái thế hợp pháp chân trong chân ngoài. Nhưng hồi trước khác, những lần càn gom trước đây, chúng nó bắt dân cứ như bắt cóc bỏ đĩa, được người này thì người khác lại chạy. Vì vậy khi ít lắm thì ngoài này cũng còn dăm bảy gia đình. Lần này nó làm sạch bách, không biết thế này mãi thì sẽ đi đến đâu. Một số gia đình bị càn đi ủi lại nhiều lần ngắn quá, vào trong ấp chiến lược nằm im. Họ nói với cán bộ, thôi, tụi bay làm sao làm chúng tao bết lắm, phải nghĩ sức ít lâu đã. Nghĩ cho cùng thì nhân dân vùng này cùng cực thật. Nhưng ông hai vẫn trách họ nghĩ không đến nơi. Họ nói là trước sau họ vẫn đi theo cách mạng, nhưng kỳ này thì họ mắc mưu tụi nó rồi. Mình lùi một bước thì tụi nó lẫn một bước. Trước đây, mình còn bám lấy đất, thì còn chỗ đứng chân hợp pháp. Bây giờ mình vào ấp chiến lược rồi, thì mảnh đất ở đây tự nhiên hóa ra bất hợp pháp đối với mình. Đến gần khu vực nhà cũ, ông hai thấy dần rợn, mùi thuốc pháo hãy còn khét lẹt. Những bụi tầm vông bị đại bác phạt cụt đến tận gốc. Nếu như mình không về thì liệu phòng còn ai về ở giữa cái đất khói đạn này? hôm về cúng cơm cho tụi nó, ông trông thấy cái hầm sau nhà vẫn còn có thể nấp tạm được. Phải có một cái chiếu để che xương, ông sẽ ra ngủ thử ở đây một đêm. Chúng nó có hỏi, mình bảo là ra đây để trông vườn đậu phộng. Ấp bỏ hoang buổi chiều vắng tanh vắng ngắt, ông hai dòng tay theo dõi tiếng nổ đầu nòng đại bác rồi đưa mắt nhìn quanh. Trước mặt ông, chỉ có cái lồng cu từ trên bốt trung hòa đen chùi chuỗi nhìn xuống. Thằng lính gác ngồi trên đó nhất định trông thấy ông. Kệ nó, cái im lặng lúc này còn làm cho người ta lo sợ hơn cả tiếng nổ của một viên đạn pháo đi đến đầu nhà bà tám kim ông hai trụ bỗng đứng dừng lại con đường đất cát dưới chân ông hiện lên một lốt dép cao su ông lần theo dấu dép và đến trước bụi chuối vậy là có một thằng cán bộ về đây nhưng nó về đây làm gì nó liên lạc với ai chẳng lẽ nó đến tìm bà tám mà mình không nên đứng lâu nơi này biết đâu trên lồng cu kia lại đang có thằng theo dõi ông hai nghĩ vậy và tiếp tục đi mắt vẫn liếc theo lối dép. Ông hai bỗng nhớ ra nắm cơm mình mang đi từ trưa nhưng không ăn. Ông xé một mảnh lá chuối khô, gói nắm cơm lại và lấy dây chuối cột treo lên trên bẻ chuối. Làm xong công việc này, ông nhìn cái lồng cu rồi rào bước đi về phía nhà cũ. Ông tạt qua xem cái hầm, sửa lại chút ít vẫn tránh đại bác được. Ông nghĩ, đêm mai mình phải mang theo cơm nắm ra nằm lại trong ấp này một đêm. Mặt trời sắp lặn, bắt đầu đến giờ hoạt động của pháo cái lồng cu trên bốt Trung Hòa đã mở đi. Khi biết chắc chắn là mình đã ở ngoài tầm pháo, ông quay đầu nhìn lại, cả một khu dân cư trước đây. Vào tầm này, khói cơm chiều bay lên trên những mái nhà, tiếng cười tiếng nói. Sau một ngày đi làm về dâm gian, các anh bộ đội bắt đầu mang bồng vào ấp, mua rau, mua thuốc. Vậy mà bây giờ vắng tanh vắng ngắt, biết đến bao giờ cho có người về đó mà đốt lên một ngọn đèn, thắp lên một ngọn lửa. Vậy là từ hôm nó gom sạch cái ấp này đi ông hai đã ra lại hai lần. Hai lần ông chẳng gặp lấy một ai, chỉ có một lốt dép. Mai mốt rồi khu vực này cũng sẽ mọc đầy cỏ Mỹ và chuột đồng sẽ về chạy từng đàn mà không ai bắt. Trong lúc ông hai chủ nghĩ như vậy thì từ trên bụi tre gần sát bót Trung Hòa, bảy dĩ cũng đang ngồi vắt vẻo trông ra bốn phía. Anh cũng chẳng thấy gì ngoài một cánh đồng trắng mênh mông. Anh đã cùng với tư quang đào xong hai cái hầm bí mật gần dưới bụi tre đó. Đã mấy ngày hôm nay, hai người sống trong một thế giới gần như biệt lập. Họ không hay biết gì tin tức bên ngoài. Họ chỉ nghe tiếng bom đạn mà phòng đoán ra tình huống. Cho đến hôm qua, họ biết có một trận đánh nhau lớn ở rừng làng. Nhưng đến đêm, tìm ra đó, thì gặp toàn lính Mỹ. Và trên đường về, hai lần họ suýt xa vào tổ phục kích. Lệnh từ trên hàng quân truyền xuống. Tất cả dừng lại. Lệnh từ dưới hàng quân truyền lên, hỏi. Lệnh của ai? bộ đội đứng lại giữa bãi sình. Những người cắn thương để nguyên đòn cắn trên vai, tay cầm một cành lá đập lia lịa vào hai bắp chân để xua mũi. Những người bị thương còn đi được thì bỏ nạn, ngồi bệt xuống giữa con đường bờ ruộng nhớp nháp sình lầy. Mặc dầu đã có lệnh là tuyệt đối im lặng, mọi người vẫn cứ thì thảo to nhỏ, số anh em bên kia sông sang hỏi chuyện đánh nhau ra sao. Còn số anh em bên này lại hỏi chuyện B-52 ném bom ở đâu. Trước mặt họ là bến đỏ Thanh An, những lần trước đi đánh nhau về đến đây Nhìn thấy ngọn đèn bên kia sông Anh em coi như về đến nhà Ở bên sông Thế nào cũng có các cô gái Các bà má đợi mang quà mang sữa cho thương bình Đến đó là câu chuyện chiến đấu nổ giòn như ngô giang Những anh lính bị thương cảm thấy mình khỏe lại Những anh lính có tí chút máu ba hoa trong người thì thôi Khỏi nói Hôm nay Khi liên lạc trung đoàn vừa báo tin địch chiếm Thanh An Thì tất cả bỗng như quả bóng xì hơi không ai muốn nói năng chuyện trò gì nữa. Cùng trong một ngày, khi ta đang đánh ủi ở phía tây sông, thì bên kia, địch đổ quân suốt dọc đường 14. Ba tiểu đoàn Mỹ có xe tăng yểm bộ càn vào tiểu đoàn 7. Mối chủ yếu của địch đánh thẳng vào tiểu đoàn bộ. Cho đến lúc này, trung đoàn cũng chưa biết tin tức ra sao. Nghe nói tiểu đoàn trưởng canh hy sinh. Trung đoàn lệnh trực tiếp cho C2. Rút về cứ trung đoàn bộ ngay trong đêm. Khi gần đến bên sông, trinh sát phát hiện ra những chiếc xuồng tắt máy nằm phục gần bến đò lâu bước qua những thương binh lách dưới những chiếc cáng có khi bỏ nghiêng một bên mép đường lần từ dưới hàng quân đi lên đang đi anh gặp một người cũng len lỏi như anh đi ngược lại lâu nắm lấy hai vai người đang đi xuống đó ẩy vào giữa hàng quân quát lên đồng chí nào đây đi đâu đó là một người con gái nhận ra người mình đang tìm cô gái nắm lấy tay lâu lôi đi anh lâu đi lên trên nhanh ông xấu ổng đang chờ. Lâu đi theo cô gái. Bên ấy thế nào? Dân chạy ra đồng, tưởng nó càn xong lại rút như mọi lần, bây giờ mắc kẹt không về được. Mấy đứa du kích đánh xong xuống hầm bí mật, bị đánh điểm, đứa chạy, đứa hy sinh, bây giờ cũng chưa biết thiệt hại ra sao, mà lần này lính Mỹ đâu về đông quá thể, còn đông hơn cả hồi trận càn Sedafone. Chúng nó xuống thang ở đây mà lại. Cô gái đó là Út Lích cô đưa lâu đến bên một mô đất ở đó đứng lố nhố ba bốn người lâu nhận ra tuyên chính trị viên vì cái đầu quấn băng trắng và tiếng nói của ông sáu ngồi thấp xuống đầu cậu quấn băng trắng toát như thế dưới sông nó trông thấy bây giờ thiếu một chút nữa thì qua đã đâm đầu vào cái xuồng của tụi nó lâu đâu rồi ngồi xuống họ ngồi áp vai vào nhau vì mô đất quá hẹp lâu ngó sát mặt từng người một ai đây nữa bảy hường hà cứ y như rằng khi nào có mặt cô là đại đội chúng tôi bê bết, có miếng chi ăn không đói quá. Tao chịu tệ tụi, bay lần này, tụi tao cũng nhịn suốt ngày. Bữa qua ông thêm dặn tao chuẩn bị thuyền cho tụi bay về. Sáng dậy con út lích đang định sang sông đi mua sữa thì trực thăng nó chụp liền chở không kịp. Nhưng mà thôi, bây giờ tính liệu chuyện sang sông đi. Bay có mấy cáng? Năm. Mấy thằng bị thương nhẹ? Ba. Giữa còn tử sĩ? Chuồn hết bên đó, rồi phải đưa về để bên đó nó ùi trắng ông sáu dần nói vậy nhưng ông biết rằng chuyện đưa tử sĩ về bên này sẽ không dễ dàng gì ông thở dài rút bao thuốc dê đã ướt nhẹt trong túi ra và nhớ rằng nếu thuốc có khô nữa thì cũng không hút được ông đành bút nó vào túi bắt đầu bằng cách nào nhỉ ông sáu nghĩ đến một cuộc họp mà ông là chủ tọa coi như ở đây nói về cấp bộ thì ông là cao nhất ông là bí thư đảng ủy đại diện cho đảng bộ và chính quyền địa phương còn lâu là thủ trưởng đại đội đơn vị quân đội đến địa phương ông hoạt động. Họ sẽ bản cách đưa thương binh qua sông. Đối với ông Ba Kiên, ông Dũng, ông Thêm, thì ông Sáu coi như bằng mai phải lứa. Còn tụi thằng lâu dù là cán bộ gì đi nữa cũng vẫn là bậc đàn em, hàng con hàng cháu ông. Út Lích ngồi cạnh, ông coi như quần chúng cảm tình đảng. Vậy là cuộc họp này có tính chất nội bộ ông lên tiếng trước. Bây giờ tụi mình kiểm lại xem tất cả có bao nhiêu người bơi giỏi. Đoàn vận tải mới bên kia sông sang, đại đội ba hai người, đại đội hai năm người. Em cũng bơi được, út lích nói. Tôi nữa chứ, bảy hường nói. Vậy chi là mười, hai tía con tao nữa là mười hai, thừa sức. Tôi buộc bổng tự bơi sang được, vết thương chẳng ảnh hưởng gì lắm. Tôi cũng vậy. Một chiến sĩ đứng đầu hàng quân nghe tuyên nói vậy cũng tiến lên tham gia vào cuộc họp. Có bao nhiêu cái ni lông? Cuộc họp kéo dài khoảng 10 phút sau đó có lệnh quay trở lại ông sáu dần đứng dậy cao lêu đêu vượt hẳn lên tất cả mọi người một cái đầu in bóng lên nền trời trong đêm tối ông đi một bên lâu lúc đó đang cá một đầu võng một tay nắm lấy đòn cáng một tay ẩy lâu ra ông nói thôi tất cả mây thằng chiến đấu suốt ngày hôm nay cho đi không còn thằng lâu đi lên trước lo việc chỉ huy út lít cũng từ phía sau chen lên giữa hàng quân đẩy mấy chiến sĩ cáng thương ra Dành lấy đoàn cáng Họ ra khỏi bãi sình Vòng lên đường 15 Đi xuống phía bến xúc Tuyên dẫn một chiến sĩ trinh sát lên trước bám địch Tiếp sau đó là những chiến sĩ bị thương còn có thể cầm súng Đoàn cáng đi sau cùng Phía sau đoàn hành quân là đoạn vui vẻ nhất Trong câu chuyện thì thầm Thỉnh thoảng người ta lại nghe tiếng cười rúc rích của hai cô con gái Ông Sáu dần đang nói Tụi bay không biết Chứ dân thanh an tui tao ngày xưa Cũng tinh thần lắm chứ hồi chúng nó bắt mấy đứa con gái lên đồn, bà Sáu cởi quần, úp một cái đĩa vào chỗ kín. Tay cứ ấp cái dĩa như vậy mà đi vào đồn, gọi tên thằng đồn trưởng từ ngoài cửa đồn gọi vào. Làm vậy mà giết sau đó chúng nó phải thả con bà ra. Ý, tiên nói dốc. Dốc cái gì? Hồi đó tụi bay nằm trong bốt, biết chi. Vậy đấy, ngày xưa tinh thần vậy mà bây giờ đội quân tóc dài tụi bay coi như liệt nhược. Chẳng là chúng nó biết hết kế hoạch mình rồi mà người nào giả tay thì chúng nó bắt giữ, người nào non non một chút thì chúng nó giang nắng và cho nhịn đói vài ngày là bỏ cuộc. Bữa qua, tao chạy ra ngoài này, bà sáu nhà tao bà còn nói cứng, ông cứ đưa con trai ông ra ngoài đặt văn phòng đâu đó mà hoạt động. Mẹ con tui phen này quyết ở lại sống chết với nó. Bà nói tụi bay nghe có ghê không? Nhưng để rồi coi được mấy ngày. Tao nói với bà, được rồi, gia đình mình cũng hai chân ba mũi, tôi với bà thi đua nhau coi nhưng nói cho cùng thì với thằng mỹ vẫn phải có súng mới được ông sáu dần cố kiếm chuyện để nói cho vui ông nghĩ trong tình hình này trước hết phải giữ vững tinh thần cho nhau nhưng trong khi ông nghĩ đến chuyện giữ vững tinh thần cho những người khác thì chính ruột gan ông cũng đang như mớ bồng bong chuyến này rõ ràng là chúng nó có ý định ở lại thanh an lâu dài rồi lần trước chúng nó đổ quân cùng lắm một ngày rồi rút lui nhưng lần này quân đổ xuống buổi sáng là buổi chiều máy bay vứt dây kém gai xuống theo ở suối dứa Nghe nói chỉ sau một ngày dây kém gai đã bao kín quanh ấp, hai ngày nó xây xong bốt dân vệ. Bây giờ ở đó, thanh niên nam nữ bị tập trung giáo trọi. Sắp thì phát súng, sắp thì bắt đi gác có lính kèm. Hôm qua, khi chúng nó càn, đổ quân vào làng, ông chạy ra cánh đồng, đến chập choạng tối. Ông trà trộn trong đám nhân dân trở về thăm nhà. Bà Sáu trông thấy ông về hết hồn hết vía, gói cho ông vài bộ quần áo và vội vàng đuổi ông đi hai tía con ra đến cửa thì bà kêu lại vậy chớ con tạng thì ông tính sao cứ để cho nó ở nhà tôi bây giờ cũng đã biết ở đâu mấy bữa thì chưa lo nhưng lâu dài thì ông phải tính chứ mấy thằng lính ngụy không để yên cho con gái ông đâu bà sáu cũng muốn cho con tạng thoát ly với ông sáu luôn một mình bà trụ lại trong ấp chiến lược dầu sao thì bà cũng già rồi cùng lắm thì chúng nó bắt lên đồn mấy ngày rồi lại thả ông sáu dần là bí thư đảng ủy xã điều đó ai mà chẳng biết. Thế nào rồi phen này chúng nó cũng kiếm chuyện với gia đình. Út à, hay là nhân tiện dịp này, mày thoát ly luôn. Xin vô trung đoàn 16, ông ba kiên nuôi một thể. Vậy chớ con tạng nhà bác. Con tạng thì phải ở lại bám trụ rồi. Tôi cũng vậy. Con tạng mới lớn chưa việc gì, chớ mi về chúng nó bắt tù. Chúng nó biết mi đã có hoạt động ít nhiều. Dễ giàu gì bác, tôi có cách nói. Tôi nói là hồi trước ông Sáu dần bắt tôi đi vận tải gạo cho Việt Cộng. Có tiếng cười trên võng. Ông Sáu dần nói với đồng chí chiến thương đang nằm trên vai mình. Em cũng đang nghe chuyện của qua đấy à? Qua tưởng em nằm bất tỉnh, nãy giờ im re. Bị thương ở đâu? Nhiều chỗ lắm. Trời đất, bữa qua ngồi ngoài cánh đồng bên ấp ba nhìn sang qua thấy bom pháo ngút trời. Qua nói với con út, bọn đó chắc tiêu hết. Thật chưa lần nào, Ông Sáu nói đến đó chợt ngừng lại. Ông định nói là chưa lần nào nó làm dữ dằn vậy. Hôm qua ngồi ở cánh đồng, ông trông thấy phía nào cùng ngút trời khói đạn. Ông cứ nghĩ không biết rồi ông Ba Kiên, ông chống trèo như thế nào, rồi đồng bào mình chống trèo như thế nào. Đến như ông, một cán bộ hoạt động từ thời kháng pháp, trải qua bao đận gian nan. Vậy mà ngày hôm qua, nó làm cho thất điên bắt đảo. Có lúc muốn giao động, ngồi bên con út lít ngoài cánh đồng chốc chốc nó lại hỏi ông Thế này rồi làm sao chú Sáu? Bây giờ gặp lại những người lính chiến đấu của trung đoàn, ông bỗng cảm thấy yên tâm. Những người lính, cuốn băng trắng đầy chân đầy đầu, nằm liệt trên cán sau một trận đánh, rút qua sông, lại về một cái cứ vừa mới bị đánh phá, vậy mà họ cứ bình tĩnh như không. Thằng lâu hình như người nó bằng thép, không có cái gì làm nó nao núng cả. Nhận được lệnh, nghe được tin bên kia sông, nó cứ như không nó ngồi im lặng một lúc rồi lại phát ra kế hoạch hành quân. Đúng là mấy thằng bộ đội đạn dày chiến trận có khác. Chớ chú em bị thương buổi sáng hay buổi chiều. Khi xe tăng tràn vô chú còn hay biết gì không? Đã cháu bị thương buổi trưa, lúc đó xe tăng bắt đầu tràn gì? Nó tràn qua hầm chú à? Cháu cũng không biết nữa, lúc cháu nhảy ra khỏi hầm dùng thủ pháo ném xe thì bị thương. Chiếc xe có cháy không? Cháu cũng không biết nữa, Liệu định nói là trước đó anh đã bắn cháy hai cái xe tăng và nhiều xe ủi khác nhưng lại im lặng. Tao khen cho tụi bay gan đầy người, có vậy hôm qua mới trụ được đến tối ngày. Anh đang nằm triển bị thương cả ở chân, cả ở ngực. Đứa nào, anh đang nói chuyện với chú đó. Đó, qua đã nói bao nhiêu lần, với mấy thằng bộ đội thì có cái gì quý đến mấy đi nữa, qua cũng cho nó, qua cũng không tiếc. Út lích này, tao mà như con gái tụi bay, thì tao lấy hết mấy thằng giải phóng lâu rồi. Tạng có nghe tiếng mày nói không, Tạng? Liệu nằm trên cáng không cười? Anh hình dung ra một câu chuyện thật là nghiêm trang mà ông già cáng anh đang nói với người con gái đi bên cạnh. Anh đưa tay sờ lên mí mắt mình. Nước mắt của anh ứa ra. Anh nhớ đến cái lần anh nằm trên võng ở nhà má hai tân thế hiệp. Anh bỗng nghĩ đến Nghĩa. Nghe nói Nghĩa có thể bị bắt vì lúc xe tăng tràn vào anh đang nằm dưới xuôi cạn. Đáng lẽ vào lúc này, người đáng được hưởng nhiều sự săn sóc Đùm bọc hơn anh phải là Nghĩa. Chú Sáu có biết thủ trưởng Nghĩa không? Phải mày nói cái thằng cao to có dấu quai nón ấy không? Anh ấy đó. Mà sao? Có lẽ thủ trưởng chết mất. Trong khi ông Sáu dần hỏi chuyện về Nghĩa, thì út lích lại nghĩ, bộ đội ai cũng vậy cả. Một người bị thương cùng người như thế mà lại nói chuyện về một người khác. Vừa rồi ông Sáu dần nói đùa là út lích nên vào trung đoàn 16. Cô không nói gì, nhưng cô lại nghĩ đến điều đó một cách nghiêm chỉnh. Tại sao ta lại không thể vào bộ đội? Một cuộc sống đẹp như thế, những con người đẹp như thế, cũng là nữ mà bảy hường nó lại đội nón giải phóng, mang súng đi đánh giặc cùng với trung đoàn, còn mình. Má út lích chết trong tù, bố út lích ở bộ đội nhưng ông đi tập kết từ lúc út lích còn bé tí tẹo. Năm 64 ông về trên miền, nhắn mẹ con cô lên thăm, sau đó ở đâu, cô cũng không biết nữa. Bây giờ cô chỉ còn một đứa em. Đứa em gái mà má đặt tên là Miền. Vì hồi đó má lên thăm bô về thì xanh nó. Con Miền năm nay năm tuổi. Đêm nó còn nằm trong lòng cô. Nó gọi cô là má út. Ở nhà nó không rời cô một bước. Vì nó cho nên cô không thể thoát ly để đi hoạt động được. Con gái 25-26 tuổi đầu rồi. Ở vậy một mình sao đặng. Bà con cô bác ai cũng khuyên cô nên lấy chồng. Tôi mà lấy chồng được thì tôi đi bộ đội lâu rồi. Sau cái ngày biến động dữ dội này, Út cảm thấy có một cái gì nao nao trong lòng. Hôm qua sợ đưa con miền ra ngoài rừng bom đạn, cô gửi nó cho bà Sáu. Miền cứ nằng nặc đòi theo, hắn bảo cô. Má Út ở nhà với miền, má đừng đi hoạt động, Mỹ bắn chết má. Ngày xưa, má cô Út cũng đã từng cống cô đi hoạt động. Nghe nói hồi ấy bà đưa cô lên phía Long Nguyên, Ván Tám, nơi có các đơn vị bí mật hoạt động. Tôi tính tôi sẽ gửi con miền rồi thoát ly đó chú Sáu à. Ông Sáu hơn một tiếng trong cổ. Lúc nãy tao nói chơi vậy thôi, chứ mày mà đi, thì ai ở lại làm cơ sở ở Thanh An. Mấy đứa lớn tuổi và tụi tao thì lộ cả rồi. Còn mày, mày cũng đi nốt thì làm sao? Tuyên đi một bên lâu, chống cây gậy bước tập tĩnh. Hôm qua, cậu ta hứa với ông Thêm là sau trận đánh sẽ làm ngay báo cáo gửi lên trung đoàn. Ông Thêm đang nóng lòng chờ kết quả trận đánh quan trọng này của đại đội 2. Cậu nhớ lại đó, hồi cậu đi làm phóng viên cho trung đoàn xuống đại đội, cậu cứ kêu người ta, bây giờ cậu là chính trị viên đại đội, cậu mà không viết báo cáo lên, không viết thành tích lên trên thì trên không còn ai đi mà viết đâu. Bây giờ rõ ràng bao nhiêu thứ việc, bao nhiêu mối lo. Cán bộ Trần Sì lại còn một lâu. Sau trận chiến đấu cấp ủy chỉ còn có hai người. Tuyên bản với lâu công tác sau trận đánh, lâu nói. Mọi việc xếp lại đã. Bây giờ việc trước mắt là làm sao đưa bộ đội về đến nơi. Nhờ có số anh em vận tải sang, việc chôn cất tử sĩ làm xong. Số súng đạn còn lại phải chia nhau mang về cho hết. Lúc đầu vì quá khó khăn, họ định chôn súng lại. Nhưng chôn là mất, vì địa hình rồi sẽ bị ủi trắng. Vậy là thương binh còn đi được phải mang súng. Các chiến sĩ khỏe thì thay nhau cắn thương. Bỏ đòn cắn ra, trên vai họ lại được thay vào một bó súng. Dẫu xa những việc trên đây chỉ là việc nặng nhọc, chỉ cần động viên sức lực là sự cố gắng sẽ giải quyết xong hết. Công việc khó khăn là công việc tổ chức. Trước trận đánh, công việc tổ chức tuy có khó khăn, nhưng đã có cấp trên giúp đỡ. Cũng còn có thì giờ dành dàng cho mình chuẩn bị. Còn sau trận đánh thì trăm thứ đổ dồn đến một lúc. Chỉ qua sông là anh em thương binh sẽ phải đi viện. Vậy làm thế nào tổng kết được trận đánh? Làm thế nào bình bầu khen thưởng? Rồi trong tình hình chiến đấu khẩn trương như thế này, làm sao sắp xếp lại cán bộ lâu thì cứ như không chiến đấu quen rồi nó lại là cán bộ quân sự đến đâu hay đến đó nó chủ trương như vậy tuyên thì khác anh nghĩ rằng mọi việc trong đơn vị người chính trị viên phải để tai để mắt tới hồi còn ở trên trung đoàn tuyên thường nghe anh em đọc câu ca dao mà họ đặt cho chính ủy ông dũng có tính hay lo đêm nằm nghĩ việc ra cho lính làm câu ca dao ấy anh nghĩ có hai mặt một mặt người ta muốn nói đến tinh thần tận tụy phục vụ của chính ủy. Nhưng một mặt khác, phải chăng họ cũng muốn nhắc ông về khía cạnh hay ôm đồn công việc. Bây giờ thì rõ ràng Tuyên thấy mình cũng đang làm giống hệt như trong câu ca dao mà anh em đã đặt cho ông Dũng. Biết vậy đó, nhưng anh không biết cách khắc phục. Hôm xuống đơn vị nhận nhiệm vụ chính trị viên, Tuyên được ông Dũng dặn dò, ở đó trăm công nghìn việc, cậu phải biết nắm lấy công việc chính mà làm. Công việc chính của anh theo ông Dũng nói là công tác chi bộ nhưng nội công tác tri bộ cũng đã trăm thứ ông dũng là người biết như vậy đó là người tài giỏi như vậy đó mà cũng còn búi lên huống chi anh một chiến sĩ mới toanh ở trên cơ quan xuống có lần anh đã phàn nàn với ông dũng về những khó khăn này nhưng ông dũng chỉ cười nắm lấy khâu chính cứ làm tới đi vừa làm vừa học kinh nghiệm chứ biết lấy ai thay cho cậu bây giờ tuyên cảm thấy hình như công việc này quá sức của mình nhưng theo như ông dũng nói thì ở đây ai cũng làm việc quá sức cả rồi các cậu phải chuẩn bị lên phụ trách tiểu đoàn trung đoàn. Trong tình hình này không còn cách nào khác phải lấy quyết tâm thắng Mỹ ra mà nhận công tác, rồi vừa làm vừa học, vừa rút kinh nghiệm để tự nâng cao trình độ năng lực cho mình. Chính đó là lập trường của người đảng viên cộng sản. Chính chỗ đó cũng là bản lĩnh của người đảng viên cộng sản. Chà, ông nói thì hay thật. Nói xong, mình cảm thấy dễ như không. Nhưng rồi về làm thì biết. Mà cứ mỗi lần lên báo cáo công tác với trên mặc dầu mình đã cố gắng rất nhiều lần nào cũng như lần nào anh đều bị phê bình về những khuyết điểm sau khi phê bình xong lại thấy trên biểu dương sự biểu dương và sự phê bình nhiều khi cứ như mâu thuẫn nhau vậy là một chính trị viên mới lần đầu tiên tham gia công tác chỉ huy lãnh đạo một trận đánh ác liệt hầu như anh hoàn toàn không lo về tinh thần chịu đựng và những thử thách bom đạn mà anh lo mình sẽ không biết làm gì đây trong một trận đánh ngoài công việc đi từng hầm động viên chiến sĩ ra anh cũng không biết chính trị viên còn phải làm những cái gì nữa. Có lúc anh cầm súng bắn. Nhưng rồi anh nghĩ có lẽ như thế không phải. Cầm súng bắn cháy một cái xe. Đó là công việc của một chiến sĩ. Còn như chỉ huy chiến đấu. Thì có lâu, có nghĩa, có các cán bộ trung đội, tiểu đội. Cho đến khoảng 4 giờ chiều hôm qua. Khi xe tăng địch tràn vào cắt chéo một góc trận địa bên phải. Thì hầu như anh quên mất việc làm công tác chính trị. Lúc đó anh chỉ có một ý nghĩ duy nhất là làm sao giữ vững được trận địa thấy một đồng chí cầm B40 chạy trở lại phía sau, anh hét lên. Khao lại chạy, quay lại. Em hết đạn. Hết đạn thì lấy thủ pháo. Bình thường, Tuyên vốn trầm tĩnh, vậy mà lúc đó anh cũng quát tháo y như nhiều ông cán bộ quân sự khác. Anh rút thủ pháo nhảy lên miệng hầm. Sau đó anh bị thương. Chính giữa lúc đó, người chiến sĩ chạy lùi kia quay lại ném trái thủ pháo thứ hai vào xích xe tăng. Bây giờ nghĩ lại sự việc đó, anh thấy hình như nó cũng là một phần của công tác chính trị, nhưng lại không phải hoàn toàn như thế. Hôm anh rời cơ quan để xuống đơn vị nhận công tác, anh em nói đùa. Khi nào ra trận, ông cứ chạy đằng sau mà hô thật to anh em đảng viên, đoàn viên, tiến lên. Vậy là họ biết ông là chính trị viên rồi, chẳng cần phải giới thiệu. Câu nói đùa đó làm cho anh suy nghĩ rất nhiều về cương vị công tác của mình. Trước đây anh ở tuyên huấn, thường được nghe các chính trị viên báo cáo công tác cổ động chiến trường họ nêu ra nhiều hình thức phong phú, như viết khẩu hiệu lên mũ, hô khẩu hiệu lúc xung phong kết nạp đảng viên tại trận địa. Anh mang những kinh nghiệm ấy xuống định áp dụng, nhưng cho đến bây giờ anh thấy những việc làm ấy thật khó, thậm chí không thiết thực nữa. Trong chiến đấu, thường thì mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chiến sĩ hoàn thành một nhiệm vụ cụ thể của mình. Vì vậy, phải làm sao chuẩn bị cho từng người ở từng vị trí có thể hoàn thành được nhiệm vụ của họ? Trường hợp của Lựu do một sự ngẫu nhiên xảy ra ngay ở công sự tiền tiêu làm anh chú ý. Hình như ở đó có một cái gì có thể khai thác về mặt công tác chính trị. Từ sau trận đánh, mãi cho đến lúc bắt đầu hành quân, anh mới có thời giờ rảnh rang để nghĩ đến công việc cần phải làm, những điều mà anh cho là có thể từ đó rút ra những kinh nghiệm. Anh đi đến bên lâu. Mình định về đơn vị vài ngày, giải quyết xong các công việc rồi đi viện sau. Thôi đi ông. Đơn vị chiến đấu không phải như cơ quan đâu, cứ ở nhà thì không bao giờ hết việc. Nhưng mà bây giờ ở nhà không còn ai. Cậu bảo tớ không làm công tác chính trị được à? Làm mạnh đi chớ. Thế ngộ nhớ ông Ba Kiên mà có thế nào thì có lẽ cả trung đoàn này không còn ai chỉ huy nữa chắc. Cậu nhất định không quan trọng bằng ông Ba Kiên rồi. Trong khi Tuyên đang nghĩ về những công việc của đại đội mình, lâu lại nghĩ sao ông Ba Kiên đi họp lâu về vậy. Là một người lính cũ, cho nên lâu có vẻ bắt nhạy tình hình hơn Tuyên công việc sắp tới của đại đội anh coi nhẹ như không. Mặc dầu anh biết, để củng cố đơn vị, bắt đầu ngày anh phải triển khai một lúc bao nhiêu là công việc. Nhưng, những điều đó anh không bận tâm lắm. Cùng lúc, tụi chúng nó đổ quân chiếm lại Thanh An, càn vào khu vực tiểu đoàn 7, đưa giang thuyền về trên sông Sài Gòn. Sự việc này diễn ra sau những ngày càn ủi ác liệt ở bên này sông. Tất cả những diễn biến đó chứng tỏ tình thế sẽ có những thay đổi lớn. Chưa chắc gì đã có thời giờ ngồi tổng kết như tuyên dự định chưa chắc ông thêm đã có thì giờ xuống đơn vị để lấy thành tích chiến đấu như đã hẹn. chưa chắc đêm hôm nay mình có hành quân về cứ trung đoàn bộ nữa hay không. hay là lại có lệnh hành quân tới địa điểm khác. việc đến đâu lo đến đó. trong khi tuyên chuẩn bị những công việc cụ thể của một chính trị viên, thì lâu nhờ có kinh nghiệm chiến đấu đang chuẩn bị trước cho mình một tinh thần chịu đựng những thử thách mới. dầu sao thì mình cũng phải về đơn vị đã. tùy cậu. nhờ có ông sáu đến bến xúc đại đội hai lấy được cái xuồng của xã đội đánh chìm dưới bến chiếc xuồng dành cho thương binh vũ khí còn anh em khỏe thì bơi sông sang đến cứ trung đoàn bộ đã ba giờ sáng họ lại được lệnh tiếp tục hành quân về suối tre dọc đường chỉ gặp những đám lửa và ngửi thấy mùi khét của thuốc đạn trước mặt là con suối nhỏ thị và hùng đến ẩn trên bờ cảnh giới đoàn đi phía sau đặt bồng xuống nghỉ chuẩn bị bình tong và hăng gô lấy nước thằng hùng toan lội xuống suối thì nắm vai kéo lại chỉ xuống dòng nước nói nhỏ. Cậu có thấy gì không? Đúng rồi, có người lội trên ngọn suối, dòng nước đục trôi về. Hùng chưa kịp nhận ra điều đó đã nghe một loạt súng, rồi các loạt súng nổ gian bên kia suối. Một cuộc đụng độ rất gần. Thị bấm vào vai Hùng. Cậu lùi lại nói với chú ba cho anh em tản đội hình ra, sẵn sàng. Một lúc sau, hầu như chỉ còn một bên nổ súng. Lặng đi chừng răm phút thì phía bên kia suối nhô ra một chiếc mũ sắt, rồi hai chiếc, ba chiếc, rất nhiều Mỹ. Một thằng chỉ xuống dòng suối, thì rút lựu đạn, mở chốt an toàn, nép vào bên gò mối. Một thằng Mỹ ngồi xuống bờ và thóng chân xuống nước. Nó lội ra giữa dòng đi ngược lên, thì nhổm dậy, rẽ lá và nhận ra, một người bị bắn nằm vắt mình trên tảng đá lớn, mặt úp xuống nước, khẩu AK rơi bên cạnh. Còn cái bình tông kia chứng tỏ là cậu ta mò ra suối múc nước. Mỹ lội ra kéo cái xác lệt bệt lên bờ bên kia rồi chỉ trỏ, nó cười hô hố. Cậu có nhận ra ai không? Thì quay lại, ông bà Kiên đã đứng cạnh anh lúc nào? Có lẽ du kích, mà còn sống anh à? Có tiếng trực thăng. Ông bà Kiên bấm thị. Đoàn lặng im lùi lại một đoạn rồi cắt dọc theo bò ngược lên. Chỉ lát sau, một chiếc cán gáo đã ảo tới kêu e e, giả sát trên đầu họ. Nó bay dọc bờ suối, tiếng lựu đạn nổ bùng bùng. Đoàn người giải thư ra, vừa trông chừng máy bay, vừa chạy, phải vượt qua khỏi khu vực nguy hiểm. Khoảng 10 phút sau, một chiếc HU-1A hạ xuống phía sau lưng họ rồi lại bay lên. Nó mang cầu du kích bị bắt đi. Cầu du kích ấy ở đâu? Sao lại đi một mình? Xuyệt, thị giơ tay ra hiệu. Thằng Hùng đi trước ngồi xuống. Cả đoàn dừng lại, chuẩn bị chiến đấu. Thằng Hùng bỏ đi rất lâu, vẫn không thấy trở lại nóng ruột quá ông ba kiên đi lên vừa lúc đó thì gặp hùng trở về nó đi không một tiếng động chú ba à có một người đang ngồi ngả lưng trên gò mối người thế nào người già như chú có súng không có súng có bồng ông ba kiên đi theo thằng hùng được vài chục bước ông sững lại người đang ngồi nghỉ trước mặt ông sao mà giống lão hai bình tong vậy ông ba kiên nhìn kỹ một lần nữa rồi lên tiếng anh hai ông hai bình tong vừa chạy máy bay một trận mệt là đang ngả lưng trên gò mối định nghỉ một chút bồng giật mình quay nhìn bốn phía ai đó anh chủ quan vậy biệt kích nó lấy hỏng có bữa à anh ba trời ơi tôi mới chạy hút chết tưởng ra đây khỏi vòng nằm đỡ lưng chút xíu phía sau thị cho anh em ngồi thư ra ông hai bí thư đảng ủy xã đồng lớn quần ống thấp ống cao mặt còn thất sắc cười gượng đứng dậy bắt tay ông ba kiên tôi đi với một thằng nhỏ nữa, biệt kích bắn bị thương, hót lên trực thăng rồi. Bọn tôi đụng địch, anh có nghe không? Tôi cũng vừa ở dưới đó chạy lên đây, còn trông thấy tụi Mỹ lôi cậu du kích lên trực thăng. Vậy à, đây, tôi đi sau có mấy bước. Anh hai đi đâu bây giờ? Hai bình tong im lặng một lúc rồi thở dài, chép miệng. Ngày mùng ba mấy đứa du kích bảo tôi có thằng thanh niên trong Trung Hòa ra bắt cóc, bất ếch gì quanh cứ, tôi đã bảo tụi nó cảnh giác. Đúng ra bọn tôi phải truyền cứ, giết một nỗi khắp nơi bị ủi trắng chưa biết chạy đâu. Đang dề dà thì nó đánh điểm. Vậy là cha con chui hầm bí mật, nó cứ từng hầm một nó tỉa. Tôi bung hầm lên. Hai thằng nhỏ chạy theo, lên đến bà nhã, chúng trái mất một, đến đây còn một mất nốt. Vậy là bây giờ còn chưa chọn một thân một mình. Ngoài đồng lớn bây giờ còn ai không? Sạch bách rồi, tôi chốc cứ ngày mồng bốn. Thầy trò ra đó đã chẳng còn ai, chạy sang cứ xã đội, tư quang cũng chóc luôn, tìm không thấy. Vậy là xảy quảng mãi, mới lên đây. Trên đường 14 bây giờ thế nào? Một dọc thành an, biến xúc, suối dứa, rạch bắp, suốt. Suốt chúng nó chiếm lại hết, từ Trung Hòa ra đến lộ 6 thành Bình Điện. Chó chạy cũng còn lòi lưng chớ đừng nói chi người. Anh có biết trung đoàn 16 bây giờ đóng ở đâu không? Tôi đã định sang sông tìm các anh, nhưng qua không nổi. Giang thuyền hôm nào cũng ém ở các bến. Qua sông các anh phải cẩn thận. Từ đây xuống, đi chỗ nào cũng biệt kích. Thằng máy bay đầu đỏ hễ thấy dấu chân người là bắn. Nó bắn dai như châu đái. Bây giờ anh định đi đâu? Tôi phải vòng qua sông lên gặp quận ủy báo cáo tình hình và xin chỉ thị mấy ảnh xem bây giờ làm sao đây. Quận ủy cũng sang bên này sông ư. Thì còn chỗ nào nữa mà không sang? Đã bảo củ chi coi như chóng bong mà anh về dưới đó có gặp thằng tư quan xã đội trưởng, thì nhắn dùm tôi đi ít hôm tôi về. Nói nó dáng bám trụ đợi tôi ít bữa nữa. Chà, tình hình gay go qua anh bà. Anh có làm sao giúp tụi tôi không thì sạch cơ sơ. Anh đi một mình lỡ có bề gì, hay là quay về với bọn tôi rồi tính sau. Không được, tình hình khẩn cấp lắm, mà đi sang đó. Cũng chả mấy. Thì anh cứ về với bọn tôi rồi ta cùng qua sông, đi đường kia cũng được. Thôi, anh ba khỏi lo, chỉ nhờ anh về dưới động viên thêm tụi thằng Tư Quang dùm. Anh hai còn gạo ăn đường không? Nếu có, anh cho tôi một ít. Ông ba kiên bảo anh em san cho ông hai bình tong, năm lon gạo. Ý ông muốn khuyên ông hai quay trở lại nhưng thấy ông quyết đi thì thôi không giữ nữa. Đồng chí bí thư đảng ủy xã đồng lớn đi khỏi rồi, ông ba kiên ngồi im lặng một lúc, sau mới quay sang nói nhỏ với thị. Tụi bay à, sao tao nghi cái lão này quá? Tôi cũng vậy. Tại sao đi lên quận ủy mà lại phải vòng đường này? Chẳng lẽ lại không qua được sông Sài Gòn? Vậy rồi quận ủy làm sao sang sông mà chỉ đạo các ông ấy? Sao đi tìm thằng Tư Quang không được lại đi lên quận ủy luôn? Tình hình ở nhà bê bết vậy mà bí thư đảng ủy bỏ đi thì ai trèo chống cho? Chắc ông này chịu không xiết. Tính bài chuồn lên biên giới đây, dọc sông vàm cỏ. Xen với đồng bào vùng giải phóng, ông Ba Kiên đã gặp nhiều cán bộ tụt tạt. Họ lên đó kiếm nghề sinh sống gặp bạn cũ, họ xoa tay cười xòa và mời bạn một bữa nhậu. Ác liệt quá chịu không thấu anh hai à, để êm êm ít nữa rồi tôi xuống lại. Họ nói một cách thẳng thừng như vậy nếu có ai khuyên họ quay trở lại vùng ven. Có người mở quán hủ tiếu hoặc đi cất hàng từ trên miên về bán. Gặp các anh chiến sĩ cán bộ ngoài Bắc mới vào, họ ngồi kể lại chiến công những thời oanh liệt của năm đồng khởi, những ngày địch đổ quân trong trận cản Sedafon, Attenborger họ đã từng là chiến sĩ đồng xoài, bình dã từng tham gia chiến đấu ở Tua Hai, cùng chiến đấu sát cánh bên anh hùng Nguyễn Văn Cội. Ông Ba Kiên chưa làm việc với đồng chí bí thư đảng ủy đồng lớn nhiều, nhưng trước đây nghe đồn ông ta cũng là một tay gan lì. Suốt mấy năm trời, ông ta vẫn nằm ở cái cứ sát lộ bảy bên cạnh bốt Trung Hòa. Nếu như có một khuyết điểm mà ông ta thành thật công nhận thì đó là tật hiền rượu. Biết là khuyết điểm nhưng tu chót đa man. Nhân vô thập toàn, mình cũng biết mình chớ trong các bữa nhậu ông hai thường tự kiểm điểm như vậy chẳng ai biết tên thật ông là gì chỉ nghe người ta kêu ông là anh hai bình tom bên gò muối cách ông ba kiên không xa thằng xưa thằng hùng cũng đang cãi nhau máy bay vậy mà ông ấy cắt đường sang đây được thì giỏi nhỉ xì đánh nhau mới khó chứ chạy trốn thì dễ ợt mày bảo ông chạy trốn đây à tớ trông là tớ thấy ngay lúc ông ta sang đây mặt hớt hơ hớt hại. tớ đi với lão tám hàn rồi tớ biết thằng xưa ngồi ngây như phố nghe hùng kể chuyện tám hàn từ chuyện hai bình tong sang chuyện tám hàn rồi lại từ chuyện tám hàn sang chuyện tết mậu thân hai đứa nhỏ thật vô tư nghĩ sao nói vậy và cũng nói đó quên đó giữa lúc đoàn ông ba kiên đi xuống thì một mình một bồng hai bình tong ngắm hướng núi bà đen phía trước mặt cắt tới đại đội hai hành quân về đến cứ trung đoàn bộ cũ vừa đúng ba giờ mới đặt bồng xuống nghỉ ngơi một lúc chưa kịp làm gì đã nghe tiếng ông thêm oang oang sao lại ngồi tùm hum với nhau thế này? B-52 sắp đánh đấy, cho anh em tản hết ra. Lâu đâu? Tuyên đâu? Ai ngồi đây vậy? Tại thương à? Ai? Quá à? Ai đây nữa? À anh Sáu. May quá, tôi đang định gặp anh. Bên miệng một cái hầm cũ, ông Sáu dần và mấy cô con gái đang kê một đầu đòn cáng thương lên nạn, một đầu lên chạc ba cây, đứng nghỉ nói chuyện. Tiểu đoàn thế nào anh? mình chưa nắm được tình hình. Anh Dũng xuống đó rồi. Hôm qua chúng nó đổ quân suốt một ngày. Đánh vào đại đội 3 không được. Chúng vòng sang đại đội 1. Trung một của C1 chóc. Vậy là nó chọc vào tiểu đoàn bộ. B40 hết đạn. Xe tăng tràn vô. Bây giờ tiểu đoàn về đâu? Rút về cống bông giấy. Thôi giải tán đi. B52 có thể ném bom đó. Ông thêm rút bao thuốc chia cho mọi người. Ông không hút sau những trận đơn vị đánh nhau về, bao giờ ông cũng dành một món quà gì đưa xuống. Bữa nay hết sạch, chả không, kẹo không, chỉ còn có bao ruby. May mà hôm trước vào Thanh An mua được mấy bao, không hôm nay chúng nó tràn hết vào các ấp. Hai bữa nay trung đoàn bộ như nhà có đám. Các phái viên lục tục đi xuống các đơn vị. Người đi D9, người đi D8, nhưng đặc biệt D7 là nơi trọng điểm. Cán bộ tập trung xuống đông nhất. Đại đội hai vừa mới đánh nhau về, tiểu đoàn bộ hôm qua bị một trận tanh bành. Xe tăng càn vào căn cứ. Ban chỉ huy tiểu đoàn mới lên lại một lần nữa coi như xóa sổ. Cùng lúc đó trung đoàn bộ chuyển đến cứ. Ông Thêm và ông Dũng chia nhau mỗi người xuống một nơi. Ông Dũng xuống tiểu đoàn bộ, xúc lại đơn vị, củng cố lại C1, C3 chuẩn bị đi đánh một trận vào Thanh An. Còn ông Thêm xuống đây để giải quyết hậu quả trận đánh. Nắm tình hình bên kia sông đe sắp tới có thể đưa lại đại đội hai qua bên đó. Nghe liên lạc báo cáo tiểu đoàn 7 đã vượt qua sông đang nửa đêm, ông thêm dậy, gọi đồng chí công vụ đi như chạy xuống đây. Suốt ngày hôm qua, sau trận đánh của D7, F111 cắt ngang cắt dọc, đo tỏa độ. Máy bay UTT lượn không ngớt, chập tối đến giờ Đại Bác im re. Thế nào rồi B-52 nó cũng đánh. Chúng nó ủi bên kia sông thì bên này sông nhất định phải ném bom khu vực trung đoàn đóng. Trung đoàn đã thông báo tình hình cho các D. Suốt đêm qua ông thêm cứ xem đồng hồ liên tục và hỏi tin túc xe hài. Ông cho liên lạc đón ở cứ trung đoàn bộ để đưa họ về đây. Sau khi hỏi thăm quá, ông thêm đến bên võng lựu. Ai đây? Liệu nghe tiếng nhưng anh nằm im. Chỉ có út lích trả lời. Anh lựu đó anh hai. Lựu à, mi bị thương vào đâu? Lựu vừa nằm im như đang ngủ. Anh không thích ông thêm giàu biết ông là một người rất tốt, rất hăng hái trong mọi việc lại rất thương người nữa là khác, nhưng có một cái gì đó mà anh không gần được. Ông thêm không như ông ba kiên, không thông cảm hết với mọi người, thường hay định kiến, yêu ai hay yêu quá, nhưng đã ghét ai thì khó mà thay đổi nhận xét. Lần ở dưới Tân Thới Hiệp, liệu đã cảm thấy điều đó. Ngay như nghĩa là người tính nóng như lửa, nhưng cái tính bỏ qua sự việc rất dễ dàng của anh cũng làm cho liệu dễ mềm. Liệu nghe nói không biết có đúng không? Hôm ở Tân Thới Hiệp về tuyên đề nghị trong danh sách khen thưởng có tên liệu, nhưng ông thêm bác đi. Đánh giặc mà bỏ chạy, không kỷ luật là may còn khen thưởng cái gì. Từ hôm đó liệu càng không thích ông thêm. Rồi ông sẽ biết, chẳng cần phải thanh minh. Liệu nằm im không nói, mặc cho ông thêm nói chuyện với cô út. Thằng liệu bị thương nặng không? Anh ấy bị ở bụng và cả ở chân. Cô út nờ, cô có thương lính tụi tôi không? Đánh nhau vậy mà các cô không yêu thì còn yêu ai? Út Lích nhìn ông thêm. Anh em vẫn đồn ông hơn 40 tuổi rồi vẫn chưa lấy vợ. Có người đùa cô. Cô Út lấy thủ trưởng tôi, tôi làm mai cho. Cô cũng bảo miệng. Anh cứ về mời thủ trưởng đến đây, nói được là xong luôn à. Câu chuyện đó đã đồn đến tai ông thêm, ông quát ầm lên. Tầm bậy, tụi bay hốt khôn dồn dại, đem gán con nít cho ông già là sao. Con nít đâu thủ trưởng, cô ấy năm nay 25, 26 tuổi rồi đó. Nghĩ đến chuyện mình với ông thêm, cô út cười khúc khích, ông sáu dần góp chuyên. Đấy, tôi cũng vừa nói với tụi nó đây, tôi mà là con gái tôi lấy hết mấy anh giải phóng. Ý, chú sáu, chú làm như vậy bọn cháu chết, lấy thì lấy một người thôi chớ. Đó, anh hai nghe không anh hai, chị út nói chị lấy một người thôi. Anh hai tính sau thì tính. Ông thêm nghe con tạng nói vậy, nóng mặt, ông biết mình đụng phải tổ kiến, vội lảng sang chuyện khác. Thôi, sơ tán đi. Lâu tạm đưa thương binh xuống hầm, nấu cháo cho anh em ăn, rồi về xem lại hầm hố đi. Anh em đi rồi, ông thêm theo về hầm liệu. Ông đã nghe lâu và tuyên nói về trận đánh. Cán bộ vậy là không kịp đề bạt và bổ sung. Lại phải điều cho thằng C2 một đại đội phó. Lấy ai bây giờ? Nhắm thằng quá, thằng quá lại bị thương nốt. Vừa qua, ban chỉ huy tiểu đoàn coi như gần xóa sổ. Nhắc đến lựu trong cuộc họp, Tuyên nói với ông lần này liệu không bị thương thì đưa lên trung đội trường được ông thêm im lặng không phải ông phản đối nhưng nghĩ đến ý kiến của ông trước đây và bây giờ ông muốn nói chuyện với liệu và tìm hiểu thêm về cậu ta ông sáu phân công cho út lích và con gái tụi bay phải về lại trong ấp mấy bữa nay nhân dân chạy tứ tán địch đang cho máy bay kêu loa về bây giờ còn được ít nữa là thôi à bữa nay về cứ khai bậy khai bạ là các ông đánh nhau sợ quá chạy ra rừng mấy ngày tía xin cho con vào bộ đội. Không được, đánh thằng Mỹ phải hai chân ba mũi. Tụi bay đi hết rồi, trong ấp còn ai? Gạo đâu nuôi bộ đội, cán bộ. Khi tụi tao đột ấp, còn biết gặp ai mà nắm tình hình. Con không về. Tao không cho đi. Không có cái. Tính ông sáu dần vẫn thế. Đối với con cái nói một là một, hai là hai. Thằng con trai ông cho đi thoát ly. Nhưng đứa con gái thì theo ông không nên ở cơ quan. Mấy đứa con gái ở quận đội, xã đội chỉ để chúng nó sai vặt, mà tình hình này con gái đi bộ đội thì ăn ở làm sao được? Con trai người ta còn ém bờ sông bờ rạch, chui bụi rúc bờ. Chú hai nè, hay là chú cho con tạng vào trung đoàn 16 đi, ở với chủ lực đỡ hơn. Không, vào bộ đội rồi làm phiền người ta. Út lích quay lại phía ông Thêm. Chú có lấy con gái vào bộ đội không? Ông Thêm lủng bủng. Để yên yên rồi mới lấy được Chứ còn bây giờ thì khó khăn lắm Khó chi mà khó Tụi cháu cũng gạo được nhá Bắn súng được nhá Bơi sông được Biết giữa nhưng xưa nay trung đoàn chưa bao giờ tuyển nữ vào lính chiến đấu cả Nghe ông thêm nói vậy Ông Sáu dần nhìn bọn con gái Chế diễu Tao đã bảo mà Lính chiến đấu ai lấy con gái Tụi bay có vào bộ đội để lấy chồng thì được Nhưng chuyện đó thì để tính sau Cũng phải yên yên rồi mấy ảnh mới nhốn Út Lích lại tùng tìm cười Tự nhiên cô cảm thấy thích đùa nghịch với ông cán bộ đứng tuổi này, ông ta có một cái gì rất trẻ con. Chú hai à, không đưa vào lính chiến đấu thì chú cho tụi em vào làm liên lạc ở cơ quan cũng được. Tụi em xin đảm bảo nhắm mắt đưa thủ trưởng đi khắp hai quần trạng bảng. Củ chi không bao giờ lạc, tụi em thuộc từng cái gò mối một ở đây mà. Thôi cô đừng gọi tôi là chú hai, tôi không có thứ, tôi là thằng thêm. Ừ thì chú thêm. Cháu được rồi đó mày bón cho anh liệu ăn đi tao đi sang hầm bên bón cho anh quá tạng nói vậy rồi cùng với ông sáu đi sang hầm quá út lích vén màn liệu mở mắt chào thủ trưởng ông thêm nâng đầu kê lại cái gối trên võng cho liệu tự nhiên liệu nói với ông thêm một câu mà anh không định nói thủ trưởng nghĩa có lẽ chết mất tao biết rồi này thôi để anh ấy ăn thìa cháo út lích đứng bên kia võng liếc ông thêm một cái, xong cúi xuống, tay cầm thìa, tay cầm bắt cháo, bón cho liệu. Ông thêm cứ thấy bứt rứt trong người, mọi lần đi xuống đơn vị sau những trận chiến đấu như thế này, bao giờ ông cũng mang theo hộp sữa, lần này cả ban chính trị sạch không. Liệu nha mắt nút một thìa cháo, nhìn sang cô út, nhìn sang ông thêm, bộ mặt ông thêm khổ não trông thấy. Cố gắng ăn thìa nữa đi anh, thủ trưởng đứng đó trông chừng cho anh ăn đó, anh liệu à liệu lại nhắm mắt nuốt thêm một thìa cháo nữa? Anh ăn như một cái máy, ăn là vì phải ăn, vì có những người đang săn sóc và an ủi anh đứng ở bên cạnh. Vừa nuốt cháo, nước mắt lựu lại ứa ra, chảy giọt xuống gò má. Giữa lúc út lích rút khăn lau nước mắt cho liệu thì cô cũng thấy ông thêm quay đi, rút mùi xoa trong túi lau nước mắt. Sau đó ông giả vờ xỉ mũi ầm ĩ. Liệu bỗng thấy hết giận ông thêm, thì ra cái ông này cũng vô tâm vô tính. May mà mình cũng chưa có phản ứng gì, B-52. B-52. Tiếng chuyển từ hầm này vòng sang hầm khác. Vội vàng đặt bắt cháo xuống. Út lích nâng một đầu võng. Ông thêm một đầu. Chuyển liệu từ hầm lộ thiên vào hầm có nắp. Họ vừa kịp đặt cáng xuống thì tiếng bom đã rơi hun hút. Rồi cả trời đất rung rinh. Cái hầm như trao võng. Đất trên nóc hầm rơi là tả. Ngọn đèn trong hầm tắt phụt. Từng làn bụi đỏ như khói bay trong ánh lửa chớp lóe. Tiếp đó là một trận mưa cát bụi rào rào đổ xuống, mùi khói bom bay vào khét lẹt. Tiếng lựu rất bình thản. Chị út bước qua người tôi mà vào trong đi, đừng đứng trước cửa hầm. Ông thêm soi đèn pin quanh hầm, nói với út lích. Cô đưa cho tôi cái sẻng. Cô út bỗng kêu lên. Thôi rồi, bắt cháu em để ngoài kia. Đừng ra nữa. Chiếc thứ hai cắt bom, nghe tiếng bom ông thêm kêu lên. Rồi, vừa lúc thì cái hầm hực lên một tiếng như người nấc cụt, rồi xoay nghiêng đi. Mọi người cảm thấy trời đất đào lộn. Tiếp đến một tiếng rắc. Út lích ngã lên người ông thêm. Còn ông thêm choàng hai tay qua người lựu. Đất rào rào đổ xuống. Có lẽ từ miệng hầm. Như thác nước. Bụi vào đầy mũi. Đầy miệng mọi người. Một thanh đặt sập xuống. Ép vào lưng ông thêm. Ông quải tay sang một bên út lích cũng đang bị ép xuống như vậy. Tiếng thở rồn rập. Anh thử moi phía trên xem. Ông thêm lách lưỡi sẻng qua cây đà dọc, đất càng đổ xuống mạnh hơn ông bỗng nhớ ra rằng bên cạnh cái hầm âm là hầm lộ thiên mà đất thì từ cửa hầm ào ào như vậy phải là một quả bom rất lớn đã bốc đất lấp cả hai hầm rồi út lích dịch lại bên ông thêm anh hai tính sao bây giờ đừng nói nữa ngồi im em khó chịu quá đã từng nhiều lần bị sập hầm ông thêm có kinh nghiệm nếu đã moi được thì moi nếu không chỉ có ngồi yến không nói càng hoạt động càng khó chịu Ông bấm vào vai út lích. Chịu khó ngồi im, đừng cờ quậy, chờ anh em cứu. Có thể họ đến kịp, có thể họ không đến kịp. Đừng vùng vẫy, trời ơi ngặt thở quá. Út lích gục đầu lên vai ông thêm quần quại. Họ vẫn nghe thấy tiếng lựu thở dốc. Rồi tất cả xỉu dần. Quả bom mổ côi vừa nổ dứt, đất cát hái còn đổ rào rào xuống như một trận mưa. Các chiến sĩ đã nhảy lên miệng hầm gọi nhau. Hầm nào không có tiếng đáp, họ chạy đến thủ trưởng thêm đâu. Cô út, út lích đầu. Ông sáu dần chạy ra khỏi hầm, còn út nó ở hầm bên. Tất cả chạy xô đến miệng một hố bom sâu hoắm và một đống đất. Đưa sẻng quốc đến đây, nhanh lên. Miệng hầm phía nào? Lâu rẽ mọi người ra. Lấy sẻng moi đất từ cái hầm âm này ra, mau lên, lấy cây bằng lăng làm chuẩn. Còn các cậu kia, quốc đất trên chốc hầm. Những ai ở dưới này? thủ trưởng thêm, cô út và anh Lựu. Ai không làm thì tản ra, tuyên xuống đơn vị xem tình hình ra sao, cẩn thận nó còn đánh nữa đẩy. Thủ trưởng thêm đang ở trên hầm dại đội, không biết ai suy khiến thủ trưởng đến đây. Nhanh lên, đừng nổi dốc nữa. Lâu giặt lây cái sẻng trong tay đồng chí liên lạc, hất đất rào rào sang hai bên. Một lúc anh lại liếc đồng hồ, 10 phút, 15 phút, sắp rồi, rồi đây. Lâu lức sang hố bom bên cạnh Cậu nào không có việc về hầm đi Ai đào cứ đào Nó cắt bom thì lăn xuống hố Ánh chân nhờ nhờ Bầu trời trong vắt không một gợn mây Vệt khói B-52 kéo dài và tiến dần đến phía họ Tiếp đó là những tia chớp lửa nháng lên trời Lâu ngừng nhìn lên và thấy gió đường rẽ ngoặt của chiếc máy bay Tiếng bom lại hút hút rơi xuống Lâu ngừng tay một lát Ngoài vòng rồi như vậy là nó cắt dọc theo đường 14. Cứ trung đoàn lại bị đánh lần nữa. Không biết trên đó đã kịp chuyển đi chưa. Chạm gỗ rồi thủ trưởng ơi. Khẽ tay, dùng sẻng mà đào. Lần theo cây gỗ mà moi, nhanh lên. Lâu lại nhìn đồng hồ, gần 20 phút. Bom vẫn rơi ầm ầm ở hướng nam. Một cột khói đen và bụi đất dựng lên rồi tỏa xuống như hình cái nấm. Phía đó, trời tối sầm lại đồng chí liên lạc nhấc cây giả dọc lên họ chạm phải lưỡi sẻng của ông thêm. Nhẹ tay thôi, đến nơi rồi đấy. Những người dưới hầm được moi lên đã ngất xỉu. Đưa lên mặt đất, ông thêm là người đầu tiên cửa quậy tay chân, há miệng ra ngáp ngáp như một con cá mắc cạn. Khéo chết. Lâu bấm đèn pin, lật vành tai và nhìn vào hốc mũi từng người. Không việc gì đâu, cậu nào biết làm hô hấp nhân tạo thì cấp cứu đi. Đồng chí y tá ngồi xuống bên lựu, Cậu liên lạc cởi áo ông thêm. Đến lượt út lích, mọi người còn trần trừ thì lâu ngồi xuống. Chỉ một lúc cậu liên lạc đã bô bô. May mà có cây đà dọc, tim cụ thêm còn đập dữ lắm. Số cụ là chưa chết được, cụ còn phải ở lại xây dựng truyền thông cho trung đoàn mà. Kỳ này cụ sống lại, phải đề nghị cụ cưới vợ. Dọc, im đi. Ông thêm cảm thấy như có một làn gió mắt dựa tràn tới, và từ trong cơn mê, ông chờ mình một khối nặng vẫn đè lên ngực ông. Ông lấy hết sức quay sang phải. Không được, lại quay sang trái. Nếu không gượng được thì sẽ chết. Ông cố hết sức kêu lên một tiếng. Tiếng kêu phát ra cửa miệng, không ai hiểu. Nhưng tất cả mọi người đều thốt lên. Cụ tỉnh rồi. Ông từ từ mở mắt. Cái gì thế này? Trước mặt ông là một khuôn mặt. Phải rồi, cậu liên lạc. Ông lướt sang bên cạnh, một cô con gái. Họ đang cấp cứu. Ông bắt đầu nhớ lại trận B-52 rồi đến lúc sập hầm. Vậy là ông định vùng dậy, nhưng cái đầu nặng trình trịch đẻ ông xuống. Họng khô đắng, miệng ông bị cái gì chặn lại. Ông khạc một cái và nhè ra, đất. Ông thấy trong người nhẹ hơn, vậy là lại một lần nữa mình suýt chết. Ông ngước nhìn lên trời, dần dần thấy rõ những vì sao. Trời không gợn mây, ra trời trong vắt, bên tai còn tiếng kêu o, o. Nhưng tất cả im lặng. Ước chi có những đêm thế này, ông được sống thật yên. Tĩnh, nằm ngửa mặt lên nhìn trời. Cái chết có lúc xa vời, mà có lúc gần gũi thế. Vậy là ông mới ở quách chết trở về. Ông liếc nhìn sang bên cạnh. Cô út đâu? Cô út cũng sống rồi. Ông nói theo như một cúi máy. Sống rồi à? Ông lại mệt quá, nhắm mắt lại. Trước lúc cái hầm tiếp tục sập, ông còn nghe một tiếng ục. Giữa cô út và ông có một khoảng trống, đất áp vào đầu ông người ông tay chân ông ông vẫn nhớ ở dưới ông là thằng liệu ông và cô út trụm vào nhau để dành cho liệu một khoảng trống lúc đó cô út nói gì mà ông không nghe vậy rồi ông không thờ nổi nữa dần dần xỉu đi người tỉnh dậy sau cùng không phải là liệu mà là cô út khi thấy môi cô mấp máy thì lâu đặt tay lên vai cô lắc cô út cô út út lích từ từ mở mắt cô gái nhìn ngay đi một lúc rồi hơi đảo mắt sang hai bên, hắt hơi liên tiếp mấy cái. Sau đó lại nhắm mắt lại và trên môi khẽ nở một nụ cười. Sống rồi đó. Lâu nói như vậy rồi đứng lên. Anh còn cả một đơn vị phải lo. Nhảy lên miệng hầm, anh mới thấy lạnh bút. Sương mai đã thấm xuống, đầm trên vạt áo. Anh về hầm mình lấy áo ngoài mặt, tìm hộp dầu xong thập trong bồng và trở lại vứt cho cậu liên lạc. Xoa vào ngực và hai bên thái dương từng người, rồi nhờ cô tạm nấu dùm xăng cháo lâu chạy một vòng quanh đơn vị đầu cũng chỉ những hố bom sâu hoắm và đỏ như miệng quả núi lửa sập ba cái hầm bị thương thêm một lâu đi từng trung đội lệnh cho anh em lấy trà che miệng hầm và rác lá trên nóc để đề phòng sáng dậy cá rô đi soi rồi gọi tuyên và cán bộ lên hội ý vừa sắp xếp chuyển thương binh đi bàn kế hoạch tác chiến công việc ngày hôm sau xong thì trời vừa sáng khi mọi người đi vời rồi Ông Sáu dần lại gọi con gái đến. Tạng à, như tối qua tao nói bây giờ mày phải về chồng nói với má mày, là bây giờ tao đặt văn phòng ngoài này. Thỉnh thoảng tao về. Tụi nó có dày già chi thì cứ nói là ông Sáu ông chạy đâu từ ngày ấy, mẹ con tôi không biết. Rồi đến hồi nào tía cho con đi. Không có hồi nào chọn, ở chồng rồi mẹ con đấu tranh chính trị với tụi nó. Ngoài này tao lo cái mũi võ trang. Đấu tranh, Tiến nói vậy chứ lên cuộn nó giang nắng cho muốn chết. Con về rồi đi tù cho tiếc coi. Tù thì tù, không đi đâu giáo trọi. Tạng muốn khóc, cô quay lại nhìn út lích lúc đó đang nằm trong võng. Chị út tự do quá, chị ấy ở lại trung đoàn 16 cũng được. Bố chẳng có quyền gì với chị út, chỉ tại tặng là con của tía. Chị út ở lại à? Út lích quay sang nhìn ông thêm, ông cũng đang nằm trên võng. Ông nghĩ giá mà trung đoàn có tụi nhỏ như con tạng, con út lích ở ban quân y nuôi thương binh thì hay biết bao nhiêu. Có lẽ út lích định ở lại chăng? Thấy ông thêm im lặng, út lích nói nhỏ. Anh hai xin cho con tạng ở lại đi. Còn cô thì sao? Út lích nhắm mắt thở dài. Em về chồng. Tạng chố mắt. Chị cũng về à? Chị còn con miền. Thì chị gửi nó cho má em. Không, cơm gạo mua nuôi mãi được. Ừ hay là chị em cùng về cho vui Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi Xin kính chào và hẹn gặp lại